Chào các em, hôm nay thầy giáo sẽ hướng dẫn các em cách vẽ lại mạch điện. Chúng ta nhìn vào mạch điện phía trên, các em thấy là ở đây có sử dụng vôn kế lý tưởng. Chính vì sử dụng vôn kế lý tưởng nên chúng ta có thể bỏ vôn kế ra khỏi mạch điện. Thì mạch điện chỉ còn giờ 1 nối tiếp với giờ 3, tất cả song song với giờ 2 nối tiếp với giờ 4. Mạch điện tiếp theo, vì vôn kế lý tưởng nên chúng ta có thể bỏ vôn kế nối giữa điểm D với điểm B đi. Mạch điện có thể vẽ lại như hình bên dưới. Sơ đồ mạch điện bây giờ là giờ 2 nối tiếp với giờ 3, tất cả song song với giờ 1, rồi giờ 2, 3, 1 nối tiếp với giờ 4. Mạch điện tiếp theo, vôn kế lý tưởng. Ta có thể vẽ lại mạch điện như sau, bỏ vôn kế nối giữa C với D đi. Sơ đồ mạch điện là giờ 1 nối tiếp với giờ 3, tất cả song song với giờ 2, nối tiếp với giờ 4. Số chỉ vôn kế là chỉ tuyệt đối của U1 trừ đi U2. Mạch điện tiếp theo. Chúng ta có thể dễ dàng vẽ lại mạch được. Mạch điện này có cấu tạo là giờ 2 nối tiếp với giờ 4. Giờ 24 thì song song với giờ 3. Rồi tất cả giờ 243 nối tiếp với giờ 1. Mạch điện này các em thấy là sử dụng AB kế lý tưởng nên ta phải chập điểm C với điểm B. A ở cực dương, C và B trùng với nhau ở cực âm, B ở giữa mạch điện. Từ A đến D có điện trở giờ 2. Từ D đến C có điện trở giờ 3. Từ D đến B có điện trở giờ 4. Từ A đến C có điện trở giờ 1. Sơ đồ mạch điện. Giờ 3 song song với giờ 4. Giờ 3, 4 thì nối tiếp với giờ 2. Giờ 2, 3, 4 để song song với giờ 1. Biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở ở mạch điện. Chúng ta vừa vẽ lại, các em thấy dòng điện qua R2 từ A đến D, qua R3 từ D đến C, qua R4 từ D đến B, và qua R1 từ A đến C. Vậy chúng ta thấy IA sẽ bằng I1 cộng với I3. Dòng điện qua R1 đâm từ A và C, dòng điện qua R3 đâm từ D và C, nên IA bằng I1 cộng I3. Hay là IA cũng bằng I toàn mạch trừ đi I4, IA bằng I toàn mạch trừ đi I4. Mạch điện tiếp theo, chúng ta chập D với B. A ở cực dương, B trùng với D ở cực âm, C ở giữa mạch điện. Từ A đến C có điện trở giờ 1. Từ C đến D có điện trở giờ 3. Từ C đến B có điện trở giờ 4. Từ A đến D có điện trở giờ 2. Biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở ở mạch điện ta vừa vẽ lại như hình vẽ bằng các đường có mũi tên màu đỏ này. Vậy thì chúng ta dễ dàng thấy được là IA thì bằng I2 cộng với I3. Kèm với dòng điện qua giờ 2 từ A đến D. Dòng điện qua giờ 3 từ C đến D nên IA bằng I2 cộng I3. Xét tại nút D ta có IA bằng I2 cộng I3. Hay là IA có thể viết là bằng I toàn mạch trừ đi I4. Mạch điện tiếp theo, chúng ta sẽ chập C với D. A ở cực dương, B ở cực âm. Ở giữa mạch điện là C trùng với D. Từ A đến C thì có giờ 1. Từ A đến D có giờ 2. Từ C đến B có giờ 3. Từ C đến từ D đến B thì có giờ 4. Sơ đồ mạch điện có thể vẽ là sơ đồ mạch điện có thể đọc là giờ 1 song song giờ 2, tất cả nối tiếp với giờ 3 song song giờ 4. IA. Số chỉ của AB kế là IA bằng chỉ tuyệt đối của I1 trừ I3. Chúng ta sẽ chập A với D là một điểm. A với D ở cực dương, B ở cực âm,
điểm C giữa mình điện. Từ A đến C có điện trở R1. Từ D đến C có điện trở R3. Từ C đến B có điện trở R2. Từ D đến B có điện trở R4. Như vậy là sơ đồ mạch điện là R1 song song với R3, R13 lại nối tiếp với R2, R132 thì song song với R4. Biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở, ta thấy dòng điện qua R3 là từ D đến C, dòng điện qua R4 là từ D đến B. Chính vì vậy IA thì bằng I3 cộng I4, hoặc là IA bằng I toàn mạch trừ đi I1. Bài tập này, các em có thể dễ dàng thấy được là khi K mở thì chúng ta vẽ lại mạch tương tự với khi mà mắc vào C với B, một vôn kế lý tưởng. Khi K đóng thì các em vẽ lại mạch tương tự như khi mắc C với B bằng một ampe kế lý tưởng. Đối với mạch điện này thì các em có thể chập ABC là một điểm, ABC ở cực dương, điểm B ở cực âm, giữa mạch điện còn điểm D. Từ C đến D có điện trở, từ C đến D có điện trở R3, từ A đến D có điện trở R1, từ D đến B có điện trở R2, từ B đến C có điện trở R4. Sơ đồ mạch điện như hình vẽ, và chúng ta biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở như trong hình vẽ. Vậy thì chúng ta thấy là IA nên sẽ bằng I3 cộng với I4, hoặc là bằng I toàn mạch trừ đi I1. Mạch điện tiếp theo, chúng ta sẽ chập DVC. A ở cực dương, B ở cực âm. Ở giữa mạch điện là D chập VC. Từ A đến C có điện trở R3. Từ A đến D có điện trở R1. Từ D đến B có điện trở R2. Từ C đến B có điện trở R4. Như vậy sơ đồ mạch điện là R3 song song với R1, nối tiếp với R2 song song R4. Biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở như hình vẽ thì các em thấy là IA, IA ở đây là bằng trị tuyệt đối của I1 trừ I2, hoặc bằng trị tuyệt đối của I3 trừ I4. Thì chúng ta chưa biết là I1 hay I2 lớn hơn, I3 hay I4 lớn hơn. Đối với mạch điện này, khi khóa K mở thì mạch điện rất đơn giản. Khi K mở thì mạch điện gồm có R2 nối tiếp với R4, R24 song song với R1, R241 nối tiếp với R3. R3 nằm ở mạch chính. Đấy là khi K mở. Thế còn khi K đóng, khi K đóng thì chúng ta phải chập điểm A với điểm N. Ta thấy A với N ở cực dương, điểm B ở cực âm, điểm M thì gần điểm N. Từ N đến M, các em thấy là có R2 và ampe kế. Từ A đến M có R3. Từ M đến B có R1. Từ N đến B có R4. Mạch điện bao gồm là R2 song song với R3. R23 thì nối tiếp với R1. R231 lại song song với R4. IA là I2. Mạch điện này thì chúng ta phải chập M với B. A ở cực dương, M với B ở cực âm, N ở giữa. Từ A đến N thì có R2. A đến N có R2. Từ N đến M thì có R3. Từ N đến B thì có R4. Còn
giờ 1 là nối từ A đến M. Sơ đồ mạch điện giờ 3 song song giờ 4, giờ 3 4 là nối tiếp giờ 2, giờ 2 3 4 song song với giờ 1. IA thì chúng ta thấy là bằng I1 cộng với I3. Điện này chúng ta vẽ như sau. Chúng ta phải chập BDC là một điểm, dương A ở cực âm. Sau đó chúng ta thấy điểm N thì ở gần điểm BCD, điểm E thì ở gần điểm A. R3 là nối từ N đến D. R2 là nối từ N đến C. R1 nối từ N đến E. R0 nối từ E đến A. Thế từ E đến C thì có điện trở giờ 4 nối tiếp điện trở giờ 5 như hình vẽ. Và biểu diễn chiều điện qua các điện trở thì chúng ta thấy là gì? IA2. IA2 thì bằng IA1 trừ I3. IA1 là I mạch chính, hoặc là IA2 là bằng I2 cộng với I5. Đối với mạch điện này thì các em phải chập điểm BCDE là một điểm. BCDE là một điểm. Sau đó vẽ lại mạch. Vẽ lại mạch như hình vẽ. Và chúng ta dễ dàng là biết được là I4 là bằng IA1. I4 IA1. IA2 là I5 cộng với IA1. IA3 thì bằng I6 cộng với IA2. Hoặc là bằng I toàn mạch trừ I3. Mạch điện này khi K mở và K đóng, các em có thể dễ dàng vẽ lại được mạch điện như hình vẽ. Mạch điện K mở, K mở thì rất đơn giản thôi, chúng ta vẽ lại như hình vẽ. Giờ CN nối tiếp với giờ đèn. Giờ CN nối tiếp giờ đèn, xong đó là cái cụm đấy song song với giờ 2. Giờ CN đèn và giờ 2 đấy thì lại nối tiếp với giờ MC và nối tiếp với giờ 1. Như này. Khi K đóng thì các em thấy là chúng ta có thể vẽ lại được mạch điện như thế này. K đóng thì các em phải chập điểm M với điểm N. K đóng, các em chập điểm M với điểm N. Khi K đóng tổng quát là chúng ta vẽ chập M với N. Thì chúng ta thấy là mạch điện của chúng ta là giờ MC song song với giờ NC. Sau đó nối tiếp với giờ 2. Và cả cái cụm giờ MC, giờ NC, giờ 2 đấy thì lại song song với giờ đèn. Và cuối cùng là nối tiếp với giờ 1 ở bên ngoài. IA bằng I1 trừ IMC. Thế K đóng khi C trùng với N. Khi C trùng với N thì các em thấy mạch điện chỉ còn là giờ 2 song song với giờ đèn và nối tiếp với giờ 1. Như hình vẽ. Đấy, IA bằng I toàn mạch.